Hi everyone, welcome back to English 9 Revision. My name's Ha. My students often call me Miss Summer. I'm from Pedagogical Practice School. Now, let's get started. Hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau ôn lại cái kỹ năng writing. Thì hôm nay cô ôn lại cho chúng ta một cái kỹ năng nữa, nó cũng khá là quan trọng trong chương trình lớp 9. Và đối với một số học sinh mà có vốn kiến thức từ mới ít á, thì cái kỹ năng này nó cũng hơi khó dễ cho mấy em. Như vậy chúng ta có thể đoán được cho cô là chúng ta sẽ ôn lại kỹ năng gì đây không nè? Đó là kỹ năng reading. Thì trong cái kỹ năng reading nè, chúng ta có hai dạng bài đọc. Đó là reading comprehension và close test. Trong cái phần hôm nay thì cô đã bắt đầu với cái dạng bài tập là reading comprehension. Trong cái phần reading comprehension này có rất là nhiều dạng bài tập, nhưng trong chương trình lớp 9 do thời gian có hạn thì cô chỉ giới thiệu hai cái loại bài tập mà chúng ta thường gặp, đó là multiple choice questions and identifying information. Vậy multiple choice questions là gì? Là chúng ta sẽ đọc một đoạn văn hiểu để chọn câu trả lời trắc nghiệm. Còn identifying information là cái dạng xác định thông tin, tức là cái dạng bài tập true false. Bây giờ cô sẽ vào cái dạng bài tập thứ nhất của reading comprehension, đó là multiple choice questions. Rồi, trong cái multiple choice question này chúng ta có những cái dạng câu hỏi như thế nào? Dạng thứ nhất là main ideas questions. Main ideas questions là dạng câu hỏi tìm ý chính của đoạn văn. Dạng câu hỏi thứ hai là stated details questions. Đó là dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết có trong đoạn văn. Dạng câu hỏi thứ ba là unstated details, là dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết nhưng mà không được đề cập đến trong đoạn văn. Dạng câu hỏi thứ tư đó là pronoun reference, là sự ám chỉ của các đại từ, tức là chúng ta tìm những cái danh từ nào mà cái đại từ này nó muốn ám chỉ đến. Và cái câu hỏi cuối cùng là meanings of word in context, tức là chúng ta đoán nghĩa của từ theo cái ngữ cảnh. Bây giờ chúng ta vào cái dạng đầu tiên của cái phần multiple choice question này, đó là main ideas question. Thì main ideas question này là tìm cái ý chính của đoạn văn. Thì chúng ta nhận biết cái dạng câu hỏi này bằng cách nào? Thì chúng ta nhận biết cái dạng câu hỏi này bằng những câu hỏi sau đây. What does the passage mainly discuss? Thì trong câu hỏi này chúng ta có chữ mainly discuss, tức là chủ yếu bàn về vấn đề gì? Cái đoạn văn này chủ yếu bàn về vấn đề gì? Rồi, question number 2, cái dạng câu hỏi thứ hai đó là what is the topics of the passage? Thì chữ topic ở đây á, nó mang nghĩa là chủ đề. Cái chủ đề của đoạn văn là cái gì? Và cái dạng câu hỏi thứ ba là what is the main idea of the passage? Thì main idea ở đây là ý chính của đoạn văn là gì? Và dạng câu hỏi thứ tư đó là what is the subject of the passage? Thì subject ở đây là cái chủ đề của đoạn văn. Thì đây là những câu hỏi mà chúng ta thường gặp khi người ta muốn kiểm tra về cái tìm ý chính của đoạn văn. Như vậy chúng ta sẽ tìm cái ý chính của đoạn văn ở đâu? Ở đâu? Trong cái đoạn văn đó thì chúng ta lưu ý cho cô như thế này. The main idea can be found in the topic sentence, which is in the first or the last sentence of paragraph. Tức là ý chính của đoạn văn có thể được tìm thấy ở trong cái topic sentence, tức là cái câu chủ đề. Mà cái câu chủ đề thì nó nằm ở đâu trong đoạn văn? Đó là nó thường nằm ở đầu hoặc là ở cuối cái câu trong đoạn văn. Rồi, bây giờ cô sẽ đưa ra cho chúng ta một cái chiến thuật để chọn cái câu trả lời đúng, sao cho đúng mà nhanh nhất. Thì cái thứ nhất là chúng ta sẽ phải là read the first or the last sentence of each paragraph. Tức là chúng ta phải đọc cái câu đầu và câu cuối của mỗi đoạn văn. Cái tiếp theo đó là compile the main points of the paragraph. Compile ở đây có nghĩa là chúng ta kết hợp những cái ý chính của các đoạn văn lại với nhau. Rồi, cái thứ ba là skim the passage to check the answer. Chúng ta phải skim ở đây là đọc lướt qua cái đoạn văn để xem coi nguyên cái đoạn văn này nó có đi theo cái ý chính ở trên mình đã tìm hay không. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm được cái câu trả
trả lời đúng. Đó là cô mới nói xong về cái phần là main idea. Bây giờ chúng ta qua cái dạng câu hỏi thứ hai, đó là stated details questions. Thì đây là cái dạng câu hỏi là tìm thông tin chi tiết có trong bài. Thì thường câu hỏi người ta sẽ hỏi mình như thế nào để chúng ta biết đây là cái dạng tìm thông tin chi tiết trong bài. Thì thường câu hỏi người ta sẽ hỏi mình như thế này: according to the passage, according to là theo đoạn văn, theo đoạn văn. Dạng câu hỏi thứ hai là is it stated in the passage, nó được chỉ ra trong đoạn văn rằng. Cái dạng thứ ba đó là the passage indicates that, indicate ở đây là chỉ, cái đoạn văn chỉ ra rằng. Và cái dạng câu hỏi thứ tư là which of the following is true, true ở đây là đúng, cái gì, những cái gì sau đây thì đúng. Thì đây là tất cả những câu dạng câu hỏi có liên quan tới là stated details questions. Và chúng ta sẽ tìm cái câu trả lời cho cái dạng câu hỏi này ở đâu trong đoạn văn. Thì chúng ta đi qua cái phần thứ hai, đó là the answer to these questions are found in the passage in order, là chúng ta tìm cái câu trả lời cho câu hỏi này ở trong đoạn văn theo thứ tự. In order là theo thứ tự. Vậy theo thứ tự ở đây là gì? Có nghĩa là đây là câu hỏi số 1 hoặc là số 2 á, thì chúng ta sẽ tìm ở phía đầu của đoạn văn. Và nó là câu hỏi thứ 4 hoặc thứ 5 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tìm ở phía cuối của đoạn văn. Đó là in order. Rồi, bây giờ cô có thể cung cấp cho chúng ta một số cái chiến thuật để chúng ta chọn cái câu trả lời đúng. Cái thứ nhất là underline the keywords and phrases in the questions. Underline ở đây là chúng ta gạch dưới cái từ khóa trong cái câu hỏi, gạch dưới cái từ khóa trong câu hỏi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ là scan the paragraph for the keyword or phrases. Scan ở đây là đọc kỹ cái đoạn văn để tìm coi cái keyword này nó nằm ở đâu trong cái đoạn văn. Tiếp theo là read the sentence that contains the keyword carefully. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc cái câu có chứa cái đoạn văn đó. Và cái cuối cùng là chúng ta chọn câu trả lời đúng. Và chúng ta lưu ý cho cô là the correct answer is usually paraphrase. Là câu trả lời đúng á, thì nó thường được viết lại bằng cách khác. Có nghĩa là nghĩa nó đúng theo trong đoạn văn thôi, còn cái từ ngữ nó được diễn đạt theo cái cách khác. Thì chúng ta lưu ý cho cô cái điểm này. Như vậy cô đã đi qua được hai dạng của multiple choice questions. Bây giờ chúng ta vào cái đoạn dạng thứ ba của multiple choice question, đó là unstated details. Vậy unstated detail là gì? Là cái dạng câu hỏi là tìm thông tin chi tiết nhưng mà là cái thông tin không được đề cập đến trong đoạn văn. Thì chúng ta sẽ chọn cái thông tin không được đề cập đến trong đoạn văn. Rồi bây giờ chúng ta xác định cái dạng câu hỏi này nó như thế nào. Thì câu hỏi nó thường là vậy: which of the following is not stated? Thì chúng ta lưu ý cho cô chữ not stated ở đây là không được chỉ đến. Không được chỉ đến. Cái nào sau đây thì không được chỉ đến trong đoạn văn. Cái dạng câu hỏi thứ hai là which of the following is not mentioned? Ở đây chúng ta thấy có chữ not mentioned ở đây là không được đề cập đến trong đoạn văn. Rồi, cái dạng câu hỏi thứ ba là which of the following is not discussed? Thì chữ not discussed ở đây là không được bàn đến trong đoạn văn. Và cái dạng câu hỏi thứ tư là all of the following are true except. Thì chúng ta lưu ý cho cô cái câu hỏi này, rất là nhiều học sinh làm sai cái câu hỏi này, tại vì chúng ta nhìn ở đây có thấy chữ true là chúng ta tưởng đâu là câu này là trả lời chọn câu đúng, nhưng ở đây nó lại là true except, tức là đúng ngoại trừ. Những câu nào sau đây đúng ngoại trừ, như vậy chúng ta phải chọn là câu sai. Thì chúng ta lưu ý cho cô cái câu là có chữ except để chúng ta chọn câu sai. Rồi, cái dạng câu hỏi cuối cùng người ta thường hỏi cho mấy em là which of the following is not true? Thì ở đây dễ dàng chúng ta thấy chữ not true ở đây là không đúng. Thì đó là những cái dạng câu hỏi để hỏi về những cái thông tin không được đề cập đến trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy cái thông tin không được đề cập đến trong bài ở như thế nào, ở đâu. Thì lưu ý cho cô là những cái thông tin mà không được đề cập đến trong bài á, thì chúng ta thường tìm thấy trong đoạn văn theo thứ tự. In order là theo thứ tự. Giống như cái dạng câu hỏi trước là theo thứ tự trong đoạn văn, in order. Và làm thế nào để chúng ta chọn cái câu trả lời đúng?
Thì đây là một trong những cái câu mà tương đối khó trong các câu dạng câu hỏi multiple choice question. Thì chúng ta lưu ý cho cô đây những cái cách sau đây. Thứ nhất, cái bước thứ nhất là chúng ta choose the keywords in the questions. The keywords tức là những cái từ khóa, chúng ta chọn cái từ khóa có trong câu hỏi. Sau đó thì chúng ta scan the passage for the keywords, tức là đọc kỹ đoạn văn để tìm ra được cái keyword đó. Và cũng giống như cái phần stated detail cô mới trình bày hồi nãy, đó là đọc cái câu mà có chứa cái keyword đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái option mà người ta cho ở dưới và những cái option nào có trong bài thì nhớ là chúng ta phải là eliminate, tức là chúng ta bỏ ra. Tại vì mình tìm thông tin không có trong bài mà, cho nên những cái nào có trong bài thì chúng ta lại phải loại bỏ ra. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm cái câu mà không có trong bài. Thì đây là cô đã trình bày xong cái dạng tiếp theo của cái multiple choice question. Bây giờ chúng ta sang một cái dạng khác của multiple choice questions, đó là pronoun preference. Vậy pronoun preference là gì? Preference là sự ám chỉ, cái đại từ, sự ám chỉ của đại từ, có nghĩa là chúng ta tìm trong cái đoạn cái câu trước đó coi cái đại từ này nè nó ám chỉ cho cái danh từ nào ở đứng ở phía trước nó. Thì cái dạng câu hỏi của cái phần này thì chúng ta thường bắt gặp nó có những cái dạng câu hỏi sau đây. Dạng câu hỏi thứ nhất là the pronoun they, it, them, rồi in line gì đó, 1, 2, 3 đó, refer to what of which of the following. Tức là những cái đại từ đây hay là it hay là them ở hàng mấy đó, nó ám chỉ những cái danh, những cái nào sau đây. Thì đó là cái dạng câu hỏi chúng ta thường gặp. Bây giờ cái câu trả lời của câu hỏi này á, thì chúng ta thì sẽ tìm thấy ở đâu? The answer is generally found before the pronouns. Tức là cái câu trả lời chúng ta thường được tìm thấy trước cái danh từ, trước cái đại từ. Và làm sao để chúng ta tìm cho nhanh thì cô đưa cho chúng ta một số cái chiến thuật để chúng ta tìm thấy cái câu trả lời một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Cái đầu tiên là locate the pronouns in the passage. Locate ở đây có nghĩa là chúng ta xác định, định vị cái đại từ trong đoạn văn. Thì định vị cái đại từ trong đoạn văn thì nó là khá dễ, tại vì cái đại từ này thường là người ta in đậm lên cho mình rồi, hoặc là người ta chỉ ra cho mình là cái đại từ này nó nằm ở đâu, ở hàng thứ mấy trong đoạn văn, cho nên là nó rất dễ để chúng ta định vị. Cái thứ hai, sau khi đã định vị được rồi thì chúng ta sẽ tìm những cái noun, tức là những cái danh từ mà đứng trước cái đại từ đó nó phù hợp. Nó tìm cái danh từ đứng trước cái đại từ đó phù hợp. Vậy có nhiều danh từ đứng trước đại từ đó thì chúng ta tìm cái danh từ nào phù hợp với cái đại từ đó và chúng ta chọn câu đúng cho cô. Đó là chúng ta đi qua cái phần tiếp theo, đó là pronoun reference. Bây giờ chúng ta qua tiếp một cái dạng câu hỏi về multiple choice question nữa. Đó là cái phần là meaning support in context. Meaning support in context có nghĩa là tìm nghĩa của từ dựa vào cái ngữ cảnh, dựa vào cái ngữ cảnh của đoạn văn. Thì cái câu hỏi, dạng câu hỏi của cái dạng bài tập này thì thường nó thường như thế nào? Người ta thường hỏi như thế này đây. The word in life is closest in meaning to, tức là từ gì đó ở trong hàng số mấy đó thì đồng nghĩa với những từ nào sau đây. Đó là dạng câu hỏi thứ nhất. Dạng câu hỏi thứ hai là what is the meaning of word in life, cái nghĩa của cái từ trong hoặc kép này nè ở hàng số mấy đó nó mang nghĩa gì. Cái câu hỏi thứ ba là the word gì đó in line gì đó could be best replaced by, cái từ gì ở trong hàng số mấy đó thì nó có thể thay thế cho từ nào sau đây. Thì đó là cái những cái dạng câu hỏi để mà tìm cái nghĩa của từ trong cái ngữ cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái câu trả lời ở của cái dạng câu hỏi này ở chỗ nào. Chúng ta đi qua cái phần tìm. The information that helps you to understand the meanings of work can often be found in the context of browsing it. Thì người ta nói cái thông tin này nè, giúp cho mình hiểu nghĩa của từ á, thường được tìm thấy ở trong cái ngữ cảnh mà surrounding it, tức là xung quanh nó, tức là cái ngữ cảnh phía trước hoặc là phía sau cái từ đó. Rồi, và làm thế nào để chúng ta chọn được cái câu trả lời đúng đối với cái dạng câu hỏi này, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo là những cái cách để chọn cái câu trả lời đúng. Thì đầu tiên á, là look for the words in the passage. Look for ở đây là chúng ta tìm
tìm cái từ ở trong cái đoạn văn. Thì nhưng cũng giống như cái dạng kia, tìm từ trong đoạn văn rất là dễ dàng, tại vì cái từ này người ta đã in đậm lên cho chúng ta rồi, hoặc là cái từ này người ta chỉ cho mình là nó nằm ở dòng số mấy đó, cho nên chúng ta định vị nó rất là dễ dàng. Tiếp theo, cái bước tiếp theo là sau khi đã định vị được cái từ đó rồi thì chúng ta sẽ đọc cái câu mà có chứa cái từ đó, đọc cái câu mà có chứa cái từ đó. Và sau khi đọc cái câu mà có chứa từ đó rồi á, thì chúng ta sẽ tìm cái manh mối trong cái ngữ cảnh đó để giúp chúng ta hiểu nghĩa của cái từ đó. Context clue là cái manh mối trong cái ngữ cảnh để giúp chúng ta hiểu nghĩa của cái từ đó. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ chọn cái câu trả lời mà nó đồng nghĩa với cái ngữ cảnh đó. Đó là cái meaning of work in context. Như vậy thì cái phần trong cái phần multiple choice question của comprehension thì chúng ta thường bắt gặp 5 cái dạng câu hỏi như cô đã vừa trình bày xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ví dụ để chúng ta thực hành những cái lý thuyết mà chúng ta vừa đã học xong. Rồi chúng ta nhìn vào cái đoạn văn cho cô. Thì thường là cái đoạn văn mà ở lớp 9 chúng ta đọc đó là khoảng từ 200 tới 250 từ. Và chúng ta nhìn vào cái đoạn văn này thì nó gồm có 3 đoạn văn. Đoạn văn more than đó, cho tới là great advantage là đoạn văn thứ nhất. Đoạn văn thứ hai là ở đây và đây là đoạn văn thứ 3. Chúng ta có 3 đoạn văn. Và ở đây sau đây là những cái câu hỏi có liên quan tới cái đoạn văn này. Cái câu hỏi thứ nhất là what's the passage mainly discussed? Thì như cô đã hướng dẫn cho các bạn rồi, là để làm được câu hỏi này thì trước tiên chúng ta phải xác định xem cái câu hỏi này nè, nó thuộc là dạng câu hỏi gì. Thì trong câu này nó có chữ là mainly discuss, thì có nghĩa là chủ yếu bàn về cái gì, đoạn văn chủ yếu bàn về cái gì. Thì đây là dạng câu hỏi main idea, tức là câu hỏi tìm ý chính. Rồi bây giờ chúng ta nhắc lại cho cô cái những cái thủ thuật làm nè. Để mà tìm được ý chính trong bài thì trước tiên là chúng ta phải sao? Chúng ta phải dựa vào cái topic sentence, tức là dựa vào cái câu chủ đề. Rồi, cái câu chủ đề thì nó nằm ở đâu? Nó thường nằm ở đầu hoặc là cuối của mỗi đoạn văn. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào câu chủ đề dùm cô ha. Rồi, cái câu chủ đề của đoạn văn này là More than 80% of American high school students have part-time jobs in the evenings, on the weekend or in summer. These part-time jobs bring teenagers great advantages. Như vậy ở đây trong cái topic sentence này thì cô tìm thấy chữ part-time job và great advantages. Và những cái đoạn phía sau, tiếp theo sau hai cái đoạn sau á, thì người ta triển khai về những cái lợi ích của cái công việc bán thời gian. Cho nên ở câu này cô dễ dàng tìm ra được cái main idea của cái đoạn văn này là advantages of part-time job. Như vậy cô sẽ chọn đáp án đúng, đó là đáp án A, advantages of part-time job. Rồi bây giờ chúng ta vào cái câu hỏi số 2 của cái đoạn văn này. The pronoun they in paragraph 2 refer to which of the following? Thì đây là cái dạng câu hỏi là pronoun reference, tức là sự ám chỉ của đại từ. Người ta hỏi là cái đại từ đây ở trong paragraph 2 này nè, nó ám chỉ những danh từ nào sau đây? Thì nhắc lại cho cô cái phần lý thuyết là muốn làm được cái dạng này thì đầu tiên chúng ta phải là định vị, chúng ta phải xác định cái vị trí của cái đại từ này nè trong cái đoạn văn. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tìm phía trước cái đại từ này nó có những cái danh từ nào có thể thay thế được cho cái đại từ này. Và sau đó chúng ta chọn câu trả lời đúng. Rồi bây giờ cô định vị cái đại từ này rất là dễ dàng. Lý do là người ta đã in đậm lên cho mình trong đoạn văn rồi, cho nên là chúng ta định vị nó rất là dễ dàng. Vậy cô định vị được chữ đây nó nằm chỗ này. Rồi sau đó cô sẽ đọc cái câu phía trước cái đại từ đây này để xem coi những câu phía trước nó có những cái danh từ nào. Đó là one of the benefits of the work is students can learn the skill that will be useful for the rest of their lives. When they work, they have to manage both the job and school work. Như vậy thì phía trước chữ đây nó có những cái danh từ như là benefits, students, skills. Và cái đoạn trước nữa thì nó có chữ part-time jobs. Thì đây là đều là những cái danh từ số nhiều cả và nó đều được thay thế bằng đây cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc cái câu có chữ J, when they work, khi họ làm việc.
thì họ ở đây phải là danh từ chỉ người. Như vậy cô dễ dàng biết được là cái danh từ thay thế cho cái đại từ đây đó là students. Như vậy câu trả lời đúng ở đây là câu C, students. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp theo cái dạng câu hỏi số 3 của cái đoạn văn này. According to their practice, what do students have to manage when they have part-time job? Thì chúng ta phải xác định, trước khi làm chúng ta xác định xem cho cô là đây là dạng câu hỏi gì. Thì ở đây nó có chữ according to the practice, thì chúng ta sẽ xác định là đây là dạng câu hỏi tìm thông tin chi tiết được đề cập đến trong bài. Thì muốn tìm được thông tin chi tiết được đề cập đến trong bài thì trước tiên chúng ta phải gạch dưới những cái keywords trong cái câu hỏi đi. Rồi như vậy cô thấy cái keyword trong câu hỏi này là chữ manage. Và chúng ta đã sẽ tìm trong đoạn văn coi cái dòng nào có chữ manage để chúng ta tìm thông tin. Rồi chúng ta nhìn vào đoạn văn thì cô dễ dàng xác định được chữ manage nó nằm ở đây trong đoạn văn nè. When they work, they have to manage both the job and school work experience. Như vậy thì chữ manage nó nằm ở đây trong đoạn văn thì cô sẽ dễ dàng chọn được cái đáp án là the job and school work. Như vậy là đáp án D là đáp án chính xác mà chúng ta chọn được một cách rất là dễ dàng. Giờ chúng ta qua tiếp theo một cái dạng câu hỏi nữa. Chúng ta tiếp theo một cái dạng câu hỏi nữa của cái đoạn văn này. Đó là cái câu hỏi thứ tư. The work coped with in the process is closed in meaning to. Thì chúng ta xác định đây là dạng câu hỏi là meanings of work in context, tức là tìm nghĩa của từ theo ngữ cảnh. Như vậy chữ coped with này nó mang nghĩa gì? Thì muốn biết nó mang nghĩa gì, thường là ta hỏi một cái từ đó hơi xa lạ với mình để mình đoán nghĩa. Chứ không ai hỏi mình một cái từ rất là dễ. Dễ mình biết rồi thì người ta sẽ không hỏi, và người ta hỏi cái từ hơi khó để chúng ta đoán nghĩa. Như vậy muốn làm được cái này thì trước tiên chúng ta phải định vị được cái từ conflict này nó nằm ở đâu trong cái đoạn văn. Nó nằm ở đâu trong đoạn văn để chúng ta đoán nghĩa của nó. Rồi sau đó thì chúng ta thấy là bốn cái từ ở dưới này nè, từ nào có thể thay thế được cho nó thì chúng ta sẽ chọn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đoạn văn dùm cho cô. Thì cô định vị được chữ conflict này rất là dễ dàng, tại vì nó là cái từ được in đậm trong đoạn văn. Thì sau đó thì cô sẽ đọc cái câu có chữa chữ COVID để xem coi cái nghĩa trong ngữ cảnh này nó là gì. Thì đây thì chúng ta có là they also learn to cope with the job stress apart from stress of the school group. Là họ cũng học được cái cách gì đó đối với những căng thẳng trong công việc và căng thẳng trong cái việc học ở trường. Thì chúng ta dễ dàng phát hiện ra câu D là câu không đúng, tại vì chữ take care of nó mang nghĩa là chăm sóc. Thì chúng ta không thể chăm sóc cái sự căng thẳng trong công việc được. Vì như vậy chúng ta còn ba đáp án còn lại, đó là fight again. Thì chữ fight again này nó mang nghĩa là đấu tranh để chống lại cái gì đó. Thì chúng ta để vào trong cái tình huống này nó cũng không đúng được. Tại vì chúng ta không thể học cái cách là đấu tranh để chống lại cái sự căng thẳng của công việc được. Cái đáp án C là suffer from, tức là chịu đựng. Chúng ta cũng không thể phù hợp trong câu này, tại vì chúng ta không thể học cái cách chịu đựng cái căng thẳng trong công việc được. Mà chúng ta chỉ có đáp án B là đáp án đúng. Đó là chữ deal with. Tức là chữ deal with này nó mang nghĩa là đối phó, đối mặt với. Để chúng ta giữ chữ này vào đây coi nó có đúng không. Đó là họ cũng học được cái cách đối phó với những cái căng thẳng trong công việc, cũng như là cái căng thẳng trong cái việc học ở trường. Thì chữ deal with này nó phù hợp nhất đối với trong cái ngữ cảnh này, cho nên chúng ta chọn cho cô là đáp án B là deal with. Bây giờ chúng ta vào một cái câu hỏi tiếp theo của cái đoạn văn này, đó là number 5. According to process, what is not an effect of part-time job? Thì câu này là dạng câu hỏi là tìm thông tin chi tiết nhưng mà là không đề cập đến trong đoạn văn, tại vì nó có chữ not nè, có chữ not chúng ta dễ dàng phát hiện. Thì để tìm thông tin chi tiết mà không đề cập đến trong đoạn văn đó thì cũng giống như cái tìm thông tin chi tiết, chúng ta phải là gạch dưới những cái keyword này và chúng ta tìm thông tin trong bài có những cái keyword này. Rồi bây giờ chúng ta tìm trong bài nè. Cái đáp án A nó có chữ organize thì cô dễ dàng phát hiện là to be able to do so they must be very organized. Vậy chữ organize có trong bài, như vậy cái câu này cô loại bỏ, cô không chọn. Câu thứ hai là teenager become stressed. Thì chữ stress nó có trong bài, nhưng mà chúng ta nói là cái câu này người ta nói là thanh thiếu niên trở nên stressed, trở nên căng thẳng vì cái công việc
bán thời gian. Nhưng mà trong bài này thì người ta lại nói là they also learn to cope with the job stress apart from stress of schoolwork. Tức là họ học cái cách đối phó với những căng thẳng trong công việc và cái căng thẳng trong cái việc học ở trường, chứ không phải là họ bị stress vì cái công việc bán thời gian. Cho nên là cái câu này mặc dù nó có chữ stress nhưng mà câu này không đúng với ý trong đoạn văn, cho nên câu B là cái câu sai. Chúng ta chọn câu sai, đó là chọn câu B. Còn lại câu C và câu D thì chúng ta thấy nó có trong cái đoạn văn theo cái cô gạch dưới này nè. Như vậy đáp án trong này đó là đáp án B. Như vậy cô, chúng ta mới làm xong một cái ví dụ về cái dạng bài tập là multiple choice của cái bài tập là reading comprehension. Rồi bây giờ chúng ta vào cái dạng bài tập tiếp theo của cái reading comprehension, đó là cái dạng bài tập là identifying information. The identifying information đó là xác định thông tin, tức là chúng ta làm cái bài tập true false. Vậy chúng ta làm sao chúng ta biết được cái dạng bài tập này là dạng bài tập true false? Thì thường cái yêu cầu trong cái bài học ở trong cái bài tập người ta sẽ là yêu cầu như thế này: read the passage carefully, then decide whether the statements are true or false. Đây là cái yêu cầu trong bài. Và khi có cái yêu cầu này thì chúng ta biết đây là dạng bài tập true false. Đối với cái dạng bài tập này thì chúng ta sẽ tìm câu trả lời như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm câu trả lời sau đây. Chúng ta lưu ý cho cô là những cái câu mà nó đúng so với cái thông tin trong bài đọc á, thì cái câu đó là true, chứ không phải là đúng theo cái suy nghĩ của mình. Và những cái câu mà nó sai so với thông tin trong bài đọc thì nó là chúng ta để là false, chứ không phải là sai theo cái quan điểm của mình. Đó, chúng ta phải căn cứ vào bài đọc. Rồi, để tìm thông tin trong cái cho cái câu trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta tìm ở đâu? Thì chúng ta lưu ý cho cô với những cái bài tập true false này thì nó dễ. Đó là chúng ta tìm cái câu trả lời ở trong đoạn văn theo cái thứ tự. Theo cái thứ tự in order, tức là theo cái thứ tự trong đoạn văn. Rồi, để làm cách nào để chúng ta tìm cái câu trả lời một cách nhanh và chính xác nhất? Thì bây giờ cô đưa ra cho chúng ta một số cái thủ thuật sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta phải read the statement and try to understand the general idea of each before reading text. Tức là chúng ta phải đọc sơ qua những cái câu true false này trước để mà hiểu nghĩa của nó trước khi chúng ta đọc cái bài test, chứ không phải là đi vào chúng ta đọc cái bài đọc trước, mà chúng ta phải đọc những cái câu true false này trước. Cái bước thứ hai là go to the first statement and pick out one or two keywords. Tức là chúng ta đi vào cái câu thứ nhất và chúng ta tìm ra được cái keyword trong câu này. Và sau khi tìm ra được cái keyword thì chúng ta sẽ tìm cái keyword ở trong đoạn văn rồi á, thì chúng ta sẽ đọc cái câu mà chứa cái keyword này lên, coi nó có giống so với câu ở phía dưới hay không, và chúng ta quyết định nó là true hay là false. Chúng ta quyết định nó là true hay false. Như vậy thì chúng ta đã đi xong được cái dạng câu hỏi thứ hai của comprehension questions. Rồi, khi mà làm cái dạng bài tập này thì chúng ta lưu ý cho cô một số cái lưu ý sau đây. Cái lưu ý thứ nhất là pay attention to small words, tức là chúng ta chú ý vào những từ nhỏ, mặc dù là nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng đối với nghĩa của câu. Ví dụ như là những cái từ chỉ về cái frequency, tức là những cái từ chỉ về cái sự thường xuyên, như là always, often, usually, sometimes và never. Ví dụ tất cả các từ trong cái câu này nó đều giống với cái đoạn văn hết, chỉ có riêng nó khác một cái từ thường xuyên này thôi. Ví dụ trong đoạn văn người ta cho cái từ là always, nhưng mà trong cái câu true false ở phía dưới người ta dùng chữ sometime hoặc chữ never, thì câu này là false chứ không phải là true. Những cái từ nhỏ thứ hai nữa là những cái từ chỉ về amount, như là most, many, much, some, a little, a few và only. Những cái từ này nó cũng giữ một cái nghĩa rất là quan trọng trong cái nghĩa của câu. Cái thứ ba nữa là chúng ta chú ý vào cái negative auxiliary, đó là những cái trợ động từ mang nghĩa phủ định. Nếu có nó có những cái trợ động từ mang nghĩa phủ định này thì câu này nó trái ngược với câu ở trong bài đọc, chứ không phải là đúng với câu bài đọc. Rồi, chúng ta lưu ý cho cô là những cái câu mà những cái từ mà trong cái phần true false á, nó thường được viết lại
viết lại, paraphrase này là viết lại bằng một cách khác so với cái bài đọc. Như vậy người ta viết lại, trình bày lại bằng cái cách, bằng những cái từ khác thôi, nhưng mà nghĩa nó giống bài đọc, thì cái câu này vẫn là true chứ không phải là false. Chúng ta lưu ý cho cô những điều như vậy. Rồi bây giờ chúng ta vào một cái bài đọc, ứng dụng cái lý thuyết mà chúng ta vừa làm xong, thử xem thử như thế nào ha. Đây là một cái đoạn văn, nó khoảng là từ khoảng 200 từ, và đây là một cái đoạn văn trong cái đề thi của những năm trước cô trích ra. Thì cô có đoạn văn như thế này, và chúng ta có những cái câu true false ở phía dưới như thế này. Như vậy ở đây chúng ta có 5 câu hỏi về true false. Và như theo cái lý thuyết chúng ta đã học, thì muốn làm được cái bài tập này thì trước tiên chúng ta phải đọc sơ qua những cái câu statement này trước để nắm nghĩa của nó trước. Thì number one là motor vehicle and factory are among some sources of air pollution. Thì đây nó người ta nói là những cái xe gắn máy và những cái nhà máy đó là một trong những cái nguồn gây ra cái ô nhiễm không khí. Number two, air pollution doesn't endanger people's health in some cities. Tức là sự ô nhiễm không khí thì không làm hại đến sức khỏe của con người trong nhiều thành phố. Câu hỏi thứ ba là air pollution is the only problem of environment mentioned in this passage. Tức là sự ô nhiễm không khí là một vấn đề duy nhất về môi trường được đề cập đến trong đoạn văn này. Câu hỏi thứ tư là garbage disposal is a problem in many cities. Tức là sự bỏ rác, sự thải rác là một vấn đề lớn trong những cái thành phố lớn. Câu hỏi thứ năm là everyone must cooperate to reduce pollution. Thì chúng ta có cái động từ là cooperate, ở đây là hợp tác. Mọi người phải hợp tác lại với nhau để làm giảm sự ô nhiễm. Thì đây là 5 cái câu statement. Bây giờ được muốn làm được cái này thì trước tiên chúng ta sẽ đọc từng câu. Và sau đó thì chúng ta gạch dưới cái keyword của nó, và chúng ta sẽ tìm trong đoạn văn coi cái chỗ nào có cái keyword đó để chúng ta quyết định coi nó là true hay false. Bây giờ chúng ta vào cái câu thứ nhất là motor vehicle and factory are among some sources of air pollution. Thì chúng ta tìm thấy cái keyword ở đây là motor vehicle and factory. Thì cô sẽ tìm thấy ở đây trong đoạn văn. Người ta nói là motor vehicle factories and other sources create so much air pollution. Tức là những cái xe gắn máy và các nhà máy cũng như các nguồn khác đã tạo nên sự ô nhiễm không khí rất là nhiều. Thì cái câu này nó đồng nghĩa với cái câu ở phía dưới này. Cho nên câu này cô quyết định là true. Đáp án là true. Rồi chúng ta vào cái câu tiếp theo. Air pollution doesn't enter people's health in some cities. Thì ở đây chúng ta có cái động từ là endanger, là làm hại tới cái gì đó. Thì cái động từ endanger này nó bằng nghĩa với cái từ threaten. Như vậy cái cô sẽ đọc cái câu có chứa thông tin đó là air pollution threatens the health of the people who live in cities. Và câu này á, nó có thêm vào cái chữ negative auxiliary nữa, đó là doesn't. Như vậy thì cái câu này nó trái nghĩa so với câu trên. Như vậy cô quyết định câu này chúng ta chọn đáp án là false. Câu tiếp theo, number 3, là air pollution is the only problem of the environment mentioned in the passage. Thì chỗ này chúng ta lưu ý cho cô, đó là nó có chữ only. Only là duy nhất. Thì trong đoạn văn chúng ta thấy là người ta có đề cập tới air pollution, nhưng đây không phải là vấn đề ô nhiễm không khí là vấn đề duy nhất, mà ngoài ra thì cô còn tìm thấy chữ water pollution là ô nhiễm về nguồn nước nữa. Cho nên mà ở đây nó dùng chữ only là duy nhất, cho nên câu này là false. Như hồi nãy cô có lưu ý cho chúng ta là câu có chữ only thì chúng ta phải lưu ý đó. Như vậy đáp án ở đây là false. Và chúng ta đi vào cái câu tiếp theo là garbage disposal is a problem in many large cities. Thì chỗ này cái keyword trong cái câu này đó là garbage disposal và cái chữ problem. Thì chữ problem này nó bằng nghĩa với chữ difficulties, cho nên cô xác định đây là cái câu có liên quan. Rồi cô đọc câu này. In addition, many large cities have difficulties in disposing of their garbage. Thì cái câu này nó giống nghĩa với câu trên. Như vậy câu này cô chọn cái đáp án là true. Như vậy chúng ta đã đi qua hai cái dạng bài tập của cái phần reading comprehension, đó là multiple choice question và identifying
information, tức là two fonts. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang một cái dạng bài tập khác của cái dạng khác của reading đó, đó là closed test. Vậy closed test là gì? Thì như hồi nãy cô đã nói với chúng ta trong bài rồi, đó là closed test tức là điền khuyết, có nghĩa là chúng ta có một đoạn văn và trong đó nó có một số chỗ trống và chúng ta phải sử dụng một số từ để mà điền vào đó. Thì cái dạng bài tập khó mà dùng cho học sinh giỏi hoặc là thi vô trường chuyên đó, thì mấy em thường là chúng ta phải tự suy nghĩ ra cái từ nào đó để điền vào chỗ trống, hoặc là người ta cho trong một cái box một số từ và chúng ta lựa chọn từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống. Nhưng mà đối với những học sinh lớp 9 thì thông thường chúng ta sẽ bắt gặp cái phần bài tập của closed test này, đó là multiple choice. Có nghĩa là cái chỗ trống này nè, người ta cho 4 cái option và chúng ta chọn một cái option nào phù hợp để vào chỗ trống. Thì đây là cái dạng bài tập dễ hơn hai cái dạng bài tập kia. Rồi, thường cái phần này thì người ta sẽ kiểm tra cái gì của chúng ta nè? Thì người ta thường kiểm tra về cái vocabulary và cái grammar point của chúng ta. Vậy phần cái trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là vocabulary. Thì kiểm tra về cái vocabulary, người ta sẽ kiểm tra cái thứ nhất là người ta sẽ kiểm tra về cái work form. Work form ở đây tức là cái từ loại. Tức là người ta cho 4 cái option, đó là danh từ, tính từ, động từ và trạng từ. Và chúng ta đọc cái đoạn văn thử xem ở phía trên nó cần cái từ loại nào và chúng ta lựa chọn cái từ loại phù hợp. Cái dạng câu hỏi thứ hai là người ta word choice. Thì chúng ta biết word choice là sự lựa chọn từ, tức là chúng ta lựa chọn từ nào dựa vào cái nghĩa của từ đó để lựa chọn. Cái dạng câu hỏi thứ ba là connector. Connector tức là từ nối. Thứ tư là preposition là giới từ. Và thứ năm là collocation. Collocation là những cái từ nó đi chung với nhau trong một cái cụm từ, ví dụ như chữ make noise hoặc là do a survey. Còn về cái đó là cái phần kiểm tra thứ nhất là vocabulary. Còn về cái grammar point thì người ta sẽ kiểm tra cho mình về những cái vấn đề nào. Cái thứ nhất là verb tense, tức là thì của động từ. Cái thứ hai là verb form. Verb form này là gì? Là dạng của động từ. Thì dạng của động từ nó bao gồm là gerund, tức là verb in đó, to infinity hoặc là bare infinity. Và thứ ba nữa là passive, câu bị động. Và thứ tư là relative pronouns, tức là cái đại từ quan hệ. Rồi, như vậy làm sao để chúng ta làm cái câu trả lời này cho nó dễ dàng và cho nó nhanh nhất có thể? Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái chiến thuật sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta read the test rule and try to understand the general meaning. Như vậy cái dạng bài đọc này nó khác so với hai dạng bài đọc kia. Tức là dạng bài đọc này chúng ta phải đọc cái bài đọc trước, đọc qua cái bài đọc và nắm cái ý chính của nó. Rồi sau đó thì chúng ta mới là look at each draft and try to guess what word should be. Chúng ta sẽ nhìn vào từng cái chỗ trống và sau đó cố gắng đoán coi cái chỗ trống đó chúng ta nên điền từ gì. Cái bước tiếp theo là chúng ta nhìn những cái option người ta cho ở phía dưới đó để xem coi là người ta muốn kiểm tra mình về cái vocabulary hay là cái grammar point như hồi nãy cô nói. Và cái bước tiếp theo đó là read the sentence again. Chúng ta đọc lại cái câu đó và lần này chúng ta chọn cái câu trả lời đúng từ 4 cái option mà người ta đã cho. Còn nếu như mà khi đọc 4 cái option này mà chúng ta chưa chắc chắn nữa thì bây giờ chúng ta try reading the sentence with each of the following possibilities. Có nghĩa là chúng ta thử đọc cái câu mà có chỗ trống đó với lần lượt 4 cái option mà người ta cho. Và cái câu nào chúng ta thấy nó có vẻ là hợp lý, có vẻ là trôi chảy nhất thì chúng ta sẽ chọn cái option đó. Đó là cái cách làm của closed test. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái ví dụ để chúng ta xem coi là chúng ta áp dụng những cái mẹo mà cô đã dạy như thế nào. Rồi. Ở đây là một cái bài đọc và cái bài đọc này cô cũng trích ra từ một cái đề thi tuyển sinh của năm vừa rồi. Và trong cái bài đọc này thì chúng ta nhìn là nó có 4 cái chỗ trống, nó có tất cả là 4 cái chỗ trống. 4 chỗ trống đây. 1 2 3 4. 4 chỗ trống. Và chúng ta có những cái option sau đây. Rồi, bây giờ cái thủ thuật làm của cái bài đọc này có nghĩa là chúng ta đọc sơ qua cái đoạn văn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc
từng cái chỗ trống một. Thì cái chỗ trống thứ nhất, cái chỗ trống thứ nhất là chỗ này: Mr. Brown, Mr. John and Mrs. Smith and some other volunteer conservationists are on the a very dirty beach. Today they are ready. Như vậy sau chữ ready thì chỗ này cô sẽ cần một động từ. Và cô nhìn xuống bốn cái option này thì cô thấy là ở đây người ta muốn kiểm tra về cái verb form của mình. Verb form của mình. Như vậy cô nhìn lại ở trên thì cô thấy là sau chữ ready này nè, là sau tính từ, thì chúng ta phải dùng một cái động từ ở dạng nguyên mẫu có to. Đó là cô chọn câu C là to make. Như vậy cái đáp án C là đáp án chính xác. Rồi chúng ta qua tiếp theo cái chỗ trống thứ hai trong đoạn văn. After listening to Mr. Brown's instructions, they are divided three groups. Thì như vậy, cô nhìn xuống bốn cái option này thì cô thấy là đây người ta muốn kiểm tra về cái reposition của mình, cái giới từ của mình. Và cô nhìn lên trên chữ divided, sau divided chúng ta sẽ dùng cái giới từ là into. Như vậy, cái đáp án trong câu này là đáp án B, là đáp án chính xác. Rồi, chúng ta qua cái chỗ trống thứ ba, qua trống thứ ba. Rồi qua chỗ trống thứ ba thì chúng ta nhìn vào cái bốn cái option này dùm cô, thì chúng ta thấy là trong bốn cái option này thì bốn từ này là bốn từ khác nhau hoàn toàn về nghĩa. Như vậy thì chúng ta ở đây người ta muốn kiểm tra về cái word choice của mình. Như vậy muốn tìm được cái từ nào cho phù hợp thì chúng ta phải xem nghĩa của cái câu này, nó có nghĩa là gì. Rồi cô đọc cái câu nè: Garbage must be put into plastic bags and these bags will be by Mr. John. Tức là rác được để vào những cái túi ni lông và những cái túi này sẽ được làm gì đó bởi ông Mr. John. Rồi ông này đưa những cái túi này về những cái bãi rác. Như vậy những cái túi rác này sẽ được làm gì bởi ông Mr. John? Dĩ nhiên là những cái túi này sẽ được thu gom lại bởi ông Mr. John. Như vậy chúng ta thấy cái từ thu gom ở đây tức là collected là cái đáp án chính xác. Còn những đáp án còn lại là chosen và selected, đó là sự động từ lựa chọn, và elected là bầu chọn thì nó không phù hợp trong này. Như vậy chúng ta chọn đáp án A là đáp án chính xác. Rồi chúng ta vào cái chỗ trống thứ tư. Thì chỗ trống thứ tư này chúng ta nhìn xuống bốn cái option này thì chúng ta thấy đây là cái connectors. Và muốn tìm được cái connector đúng thì chúng ta phải đọc cái câu chứa cái connector này xem ở đây nó thiếu cái connector nghĩa gì và chúng ta chọn cho đúng. Rồi câu này là Day one eat picnic lunch provided by Mrs. Smith. The whole area is clean. Tức là họ sẽ không ăn bữa trưa được phục vụ bởi bà Mrs. Smith cho đến khi toàn bộ cái khu vực này trở nên sạch sẽ. Thì chúng ta có cái từ nối là cho đến khi, đó là chữ until, và chúng ta chọn đáp án C là đáp án chính xác. Như vậy chúng ta vừa làm xong được cái bài đọc về cái close test. Thì bây giờ chúng ta thử nhớ lại cho cô là trong cái tiết này chúng ta đã học được cái gì. Thì cái đầu tiên là cô nói là cái tiết này chúng ta ôn về cái kỹ năng là reading. Và trong reading này chúng ta có hai dạng bài đọc, đó là reading comprehension, tức là đọc hiểu, và close test. Trong cái phần reading comprehension thì chúng ta lưu ý cho cô, chúng ta tập trung cho cô hai cái dạng bài tập, đó là multiple choice questions, tức là dạng trắc nghiệm, và identifying information, tức là dạng xác định thông tin đúng hay là sai. Còn cái phần close test này nó cũng có nhiều dạng bài tập, nhưng mà chúng ta chỉ lưu ý cho cô cái dạng bài tập chủ yếu, đó là multiple choice questions. Như vậy là cái tiết học của chúng ta hôm nay là đã kết thúc. Vậy cô mong là qua cái tiết học này thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi làm cái bài tập reading ở trong lớp 9. Và cô các bạn có một tuần tự học ở nhà vui khỏe. Rồi, thanks for your attention. Goodbye.